Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn về nhau cho mọi người cùng nghe nha. Dạ em tên là Lương Văn Hưng, quê quán ở Tây Sơn, Bình Định. Nghề nghiệp em hiện tại lái xe và quản lý đội xe công ty. Năm nay 28 tuổi. Quản lý xe ở đâu, quận mấy? Dạ công ty em ở Bình Thạnh ạ. Dạ lúc trước thì em cũng ăn học, em học ngành y. Rồi gia đình em cũng có một chút khó khăn. Rồi em tự em chuyển đổi nghề. Rồi em muốn cái hướng tương lai của em sẽ quay về ngành y. Rồi cảm ơn em. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên ấy. Dạ em chào quý vị khán giả. Em tên là Huyền, năm nay 24 tuổi. Em thì trước đây học dược, nhưng mà hiện tại thì bây giờ em đang làm sale bất động sản. Em lớn lên ở Bình Thuận và đang làm việc tại quận 3. Trước đó thì em làm ở một công ty dược ạ. Cũng công ty dược. Dạ. Bên kia cũng ngành y. Dạ. Thế cũng giống nhau ha. Dạ. Vậy là hôm nay có duyên rồi. Em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Về điểm mạnh của em á, thì năng khiếu nổi trội thì em không có. Mọi thứ thì em biết một chút thôi. Em thấy cái điểm mạnh lớn nhất của mình đó là bản tính tự lập. Công việc gia đình hay là quán xuyến nhà cửa, hoặc là nấu ăn nội trợ, tất cả những cái việc đó thì nó giống như bản năng. Tại vì em làm từ nhỏ để phụ giúp gia đình rồi. Về điểm yếu thì hơi nóng tính, có hay ghen, hơi lười. Dạ, nhưng mà ở thời điểm này thì chín chắn hơn so với lúc trước thì em đã điều tiết được những cái đó. Ghê, vậy là tốt rồi ha. Dạ. Rồi, mời bạn nam. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em là chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Em có điểm yếu gì không? Bây giờ em chỉ có cái tính lầy lầy rồi cái... lầy cỡ nào? Nhậu thì nhậu cho tới bến, nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi, mình... thôi. Trời, cái này cũng mệt rồi nha. Nhậu xỉn vô có quậy không? Dạ không, em hiền lắm chị ơi. Ai quýnh em chạy rồi, em biết quýnh lại. Chứ xỉn vô là... Ở Tây Sơn, Bình Định mà... Dạ. Có võ không em? Dạ, thưa anh, em không có võ, nhưng mà em đủ tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi. Rồi, vậy tốt rồi. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đi học thì em có một mối tình thời phổ thông cấp 3 thôi. Vậy là lâu rồi. Bao nhiêu năm không có bạn trai rồi, không buồn hả? Không có ai chia sẻ tâm sự rồi không có cái người chăm sóc mình, không buồn hả em? Dạ, nhưng mà lúc đó thì cái mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị. Hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình? Cũng là một cái duyên thôi. Lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ. Thì em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty. Thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa. Thì cuối cùng có mình em được chọn, còn các chị thì không có được. Cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái duyên. Cái duyên tới rồi. Dạ, mình đến. Hôm nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không? Dạ. Em có được mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh, em được 2 mối tình sau đó. Dạ. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi. Nghe chữ nhậu là nó không thể tin rồi đó. Mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm. Nên em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu xỉn em muốn vô toilet em vô buồn ta không? Dạ cứ thái cửa mở thì mình đi tè. Vô tè hả? Nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á. Có đâu anh, em ít khi rủ bạn đi nhậu ở nhà lắm, ra quán xong rồi về. Ra quán vô lộn cái qua cô chủ quán. Có. Thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi. Lúc đó xịn quá rồi. Xịn chứ phải đọc được cái chữ toilet là ở nhà đâu có chữ toilet đâu. Không phân biệt được cái phòng đó hả? Thì thấy cái cửa nó vô như nhau mà. Trời ơi. Rồi sao là bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người ở chổng? Định tè mà vô gặp gì quát cho rồi chạy tè luôn. Hồi xưa giờ có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi? Dạ không, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Dạ. Rồi đất ơi, nhậu còn chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, rồi công việc ổn định, mọi cái chỉnh chu, giống như biết nấu ăn, giống như bạn nữ bên kia nói thì em rất ok. Có ghét cái tật xấu nào ở phụ nữ không? Càm ràm nhau. Em rất thích bạn gái là biết ghen.
Bên này ghen lắm mà nha. Ghen mới yêu thương mà ghen chứ. Bà ghen lắm á, đi với cô nào là nhìn thấy là không được đâu á. Sao chịu nổi không? Nổi hết. Nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ qua năm cưới luôn. Được rồi ha. Thôi bây giờ sẽ có qua cái vụ tè tè đó hơi kỳ chút thôi. Nhậu vừa tới thôi, vui nhậu thôi. Rồi lúc mà xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu nha. Cái này phải kiểm tra lại nha. Dạ. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh. Ví dụ cái răng khởi này giống như ca sĩ Hồng Nhung cũng đẹp. Cười có duyên, có hai má đồng tiền giống như Cát Tường. Răng khởi đều hết được không? Cười suốt ngày luôn được không? Dạ cũng tạm được. Được luôn hả? Dạ được luôn. Răng khởi đều mà cười từ sáng tới chiều là được lắm hả? Anh nghĩ chắc, em nghĩ chắc không có cái khó đều đâu. Dạ dạ anh. Làm gái rất là dễ thương ha. Dạ. Nãy giờ em nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận dãnh như thế nào? Dạ, thứ nhất là cái độ chân thành đó anh. Dạ, cái khai lắc mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành rồi. Đúng rồi. Cũng là để mà biết trước luôn. Đề phòng. Dạ. Ừ. Mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói dãnh luôn đi. Về ngoại hình á thì em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi, sức khỏe tốt, luyện tập thể thao đó anh. Có mẫu hình nào bên đây giống Hồng Nhung rồi tùm lum la đó? Dạ em thì chỉ thích mỗi mình Công Vinh thôi ạ. Rồi rồi vậy Công Vinh á cũng được. Nói chung là dân Tây Sơn cũng chắc da chắc thịt lắm á, cũng biết tí võ. Anh này cũng dễ thương, nói chung là thật tình. Dạ. Rồi. Có nỗ lực trong cuộc sống, phấn đấu vươn lên. Dạ. Được á, anh thấy được. Có cái điều gì em không thích ở bạn trai? Nóng tính, đừng có vũ phu, đừng có xa lầy quá thôi. Còn tất nhiên là trong công việc, với lại bây giờ anh đó cũng đang có sự nghiệp á, thì phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt, nhưng mà nó cũng phải tiết chế chừng mực thôi. Dạ. Là được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công ty. Được rồi, cho chị gặp đại diện bên nhà gái á. Em xin phép chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào anh Hưng. Xin phép chào phía bên nhà trai luôn ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này. Hưng đi với ai Hưng? Dạ em đi với dì, với lại chị dâu ạ. Dì thấy cháu dâu tương lai bên kia thế nào? Dì thấy cháu bên này cũng được. Hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội. Trời ơi, cảm ơn dì. Rồi bây giờ mình mở màn kéo cái hàng rào ra cho Hưng với Huyền gặp mặt nha. Mở rào. Chào anh Tân nha. Dạ em cảm ơn. Có giống Công Vinh không em? Dạ cũng hơi giống. Cho anh hỏi em ở huyện nào? Bình Thuận ạ. Nơi đó anh cũng từng đi qua rất nhiều, nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này? Dạ. Em thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em thì anh cũng rất là dễ thương. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi hát tặng bạn gái luôn đi em. Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi, mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả, và chưa bao giờ hát ai nghe. Thì rất mong em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay. Dạ. Bài hát có tựa đề gì? Hát rồi sẽ biết em ha. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là... Thôi đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi. Hát không hết được bài nữa. May là đó gì chưa hát cho ai nghe đó. Dạ. Về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha. Em có thể làm dâu được không? Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ, cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông một tí. Cho nên là cái việc làm dâu thì không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng mà em đi công tác xa rồi, em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình, cho nên đó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt. Nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ đỡ cho em khóc. Mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương, mình là một người thất bại. 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa, mỗi khi em cần là có mặt anh. À có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò ở cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt.
anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi. Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu, chưa có vợ, nên là anh đi được. Chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác, làm trong trung tâm đào tạo lái xe, hoặc là anh mở một cái phòng mạch, nhà kho, hoặc là tiệm thuốc tay. Thì đó là cũng trong cái ngành anh học. Cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi. Dạ đúng rồi. Lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ rằng tại sao mình không có, mình học ra mình có nghề, rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa. Dạ. Cái nghề đó mới phát triển kinh tế được. Dạ đúng chứ rồi. Em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi. Ha. Đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa, dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. Chúng ta cảm không nhận đây là một chàng trai rất là hay vậy luôn. Rồi, để tay, tay vào nút bấm nha. Bấm nút hay không là quyền của các bạn, vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. Một. Rất ổn đấy, rất hợp lý. Hai. Ba. Hết thời gian. Mà chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm tay bạn gái nào. Anh thấy cặp này có tương lai rất là tốt. Anh Linh nó mới để ý nha, hai gương mặt có nét giống giống nhau. Cố gắng học học tập cho ảnh đi học rồi mai mốt làm giàu đó. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Yeah.